Hello, xin chào toàn thể quý khách hàng thân mến đã quay trở lại cùng với kênh YouTube của nhà em xe ba bánh anh Quân. Thì hôm nay anh Quân nhà em sẽ test con hai cầu này cho mọi người xem. Thì trong những ngày qua thì con xe này đang rất là hot luôn, và em có đăng một vài cái video đằng trước để cho mình có thể coi demo trước cho mình xem những cái khung thô của nó. Thì bây giờ đã hoàn thiện xong thì sẽ review đến cho toàn thể quý cô chú anh chị các bạn xem sơ qua con xe này. Hiện tại là đang múc cát này, mọi người thấy nhá. Nó đang múc cát này. Hai cầu 9 bánh, mà nó xài cầu nó là cầu 1 tấn 9 đấy nha. Đó, xài cầu lớn luôn. Chưa biết được là bao nhiêu gàu cát nhưng mà sẽ chất đầy thùng. Để cho mọi người xem này. Con xe này thì em giao về cho anh khách ở Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu nha mọi người nha. Không có phát, đang quay không có phát. Uy lực của con xe máy dầu gắn hai cầu này xem như thế nào nha. Rất là khỏe. Thùng của nó là ngang 1m6, dài 3m3 cho mọi người nha. Xem thử coi là ấy rồi. Nó chở như này nhưng mà nó vẫn đi rất là nhẹ nhàng luôn. Đi con kia, đi con kia. Này này, xe này. Đây bây giờ thì sẽ cho anh này anh ấy chạy để bọn em đi theo sau nha, để xem thử coi là cái tốc độ của nó sẽ được bao nhiêu. Úi giời ơi. Đây là đang chạy trên đường trường. Trên xe có tải. Mọi người có nhu cầu đóng xe và bánh xe ba gác cho Hoa Lâm thì liên hệ cho em theo hotline 0845 134 134, hoặc là kết bạn Zalo 0845 134 134, thì em sẽ tư vấn và báo giá cho mọi người những mẫu xe mà mọi người đang tìm kiếm trên thị trường hiện nay, và sẽ cố gắng đáp ứng được mọi nhu cầu công việc của mình. Chạy đằng trước cho anh Quang một tí để quay. Hai cầu. Đó, rất là ok. Mọi người có thể coi nha, này nó đang có tải mà lên dốc, nói chung là rất là nhẹ nhàng luôn đấy. Thì mọi người đừng có sợ là nó nặng tay lái hay là nó nặng cái gì cả. Đấy. Có không có sợ là nó nặng hay là nó sợ nó bị tay lái hay là nói chung là để mà bọn em hoàn thiện được như vậy thì rất là nhiều công đoạn và rất là nhiều sự cố gắng của toàn thành viên trong công ty đấy. Thì mọi người có nhu cầu thì để là điện thoại cho em để tư vấn, hoặc là liên hệ tới hotline 0845 134 134 nha. Mọi người thấy video của em hay thì mọi người đừng quên bấm cho em một lượt like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm video của cơ sở nhà em Quân đăng lên và sản xuất ra nha mọi người nhé. Thì nói chung là mọi người có thể cảm nhận được những cái chất lượng thực tế của cơ sở nhà em đóng ra, sản xuất ra. Thì ở đây là hai chiếc xe ba bánh cần cẩu,
nhà em đang đã và sản xuất xong. Thì hôm nay là buổi test cần cầu. Thì như mọi người thấy là hiện tại đang nâng nhấc bổng con xe này lên. Thì cái trọng tải của con xe này nó là 2,6 đến 2,8 tấn, bởi vì nó gắn là cần cầu Unix 4 khúc đó, thước lục giác nha mọi người nhá, rất là nặng luôn. Thì hotline của cơ sở nhà em này, hotline của cơ sở nhà em là 0845 134 134 hoặc là 0847 94 47. Thì mọi người có thể liên hệ tới hai số này để được gặp em Quân tư vấn cho mọi người những cái mẫu xe ba bánh, xe ba gác mọi người đang tham khảo những cái mẫu mã trên thị trường hiện nay nha. Đấy, rất là ok. Động cơ của nó đều là được xài là động cơ Kubota hết. Đó. Thì mọi người, địa chỉ của nhà em là tổ 7 ấp 4 liên ấp 234 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì mọi người có thể ghé trực tiếp tại cơ sở của nhà em đổ cát thử nha các bác nha. Để có thể tham khảo và cũng như là xem thử coi là cái xưởng sản xuất của em nó có uy tín và nó có đóng được như vậy hay không, và có thực sự là sẽ đủ để cho mọi người đặt được niềm tin khi mà mua xe tại cơ sở của nhà em hay không. Đấy, lúc nào cũng có xe sẵn tại đây để cho mọi người có thể xem và chạy thử. Đấy, và chạy thử cũng đùa. Quá trình mà lên xe cầu mọi người này, đó rất là ok nha mọi người nha. Ra về Vũng Tàu.
Thì mọi người có nhu cầu mua xe ba bánh gắn cẩu, xe máy dầu, xe độ chế, xe máy xăng thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0845 134 134 hoặc là kết bạn Zalo 0845 134 134 thì em sẽ tư vấn và báo giá cho mọi người nha. Mọi người xem video của em thấy hay và bổ ích thì cho em một lượt like và một lượt đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái sản phẩm, cái video của nhà em. Nói chung con này rất là nặng, 3 tấn, trên 3 tấn. Ui giời. Rất là ok nha mọi người nha. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi và đồng hành cùng với cơ sở nhà em trong thời gian qua. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.